Mình sẽ đợi được khúc cho nó nhanh, nó nhanh nỗi đau rồi nha. Tình nước đã bấm đi chân khóc rồi. Trời, cầm nước bút. Wish I could say I was finally over you. Ekip mà mọi người kết hợp với nhau như thế nào, có kỷ niệm gì vui trong quá trình mình thực hiện MV không? Kỷ niệm vui thì có nhiều lắm, nguyên hai ngày quay thì rất nhiều kỷ niệm vui, nhưng mà em chỉ vui nhất là lúc mà anh Huy anh dầm mưa thôi. À, rất là khuya rồi, nhưng mà anh dầm mưa rất là lâu. Nhưng mà anh Huy á nha, một bí mật là anh không có vô tâm lý hẳn đâu, anh không có là sao là anh phải trước khi phải mà đưa là quay á là anh không phải nhân vật đâu. Khi nào hô diễn action là ảnh sẽ là nhân vật. Nhưng mà cắt một cái là ảnh tưng 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 tưng. Đúng rồi, là chàng bắp đúng không? Vậy vậy nên nói là kỷ niệm vui thì lúc nào cũng vui hết á. Tại vì anh Huy lúc nào cũng vui hết. Em tưởng là lúc cắt cảnh là ảnh đi giặt ủi chứ mọi người. À không ạ. Còn theo ra là cũng vui cũng nhiều, bởi vì là có một cảnh Huy ấn tượng lắm luôn á, là về ekip của mình là ekip quá kỹ, bởi vì á tại vì Huy làm việc cũng nhiều MV rồi, tức là có những MV thì Huy quay rất là nhanh. Nhưng mà đặc biệt ấn tượng với Hải là một đạo diễn cực kỳ chi tiết và cực kỳ kỹ luôn, và Kawai cũng vậy. Có một cảnh Huy nhớ cảnh mà chạy xe không, cái cảnh đầu mở đầu của cái MV thùng đồ, đúng không? Cảnh đó Huy nhớ không làm hình như là trên 20 test hay ta? Hai mươi mấy lần chỉ để chạy qua như vậy thôi. Trời đất ơi, một cái cảnh chạy xe mà 20 mấy lần. Đúng, còn những đại cảnh thì rất là nhanh, dưới 10 test, còn cảnh chạy xe là 20 mấy test. Thì lúc đó mình lên suy nghĩ trong đầu, trời ơi cái gì vậy, tại sao bằng cái xe á, tại cái xe đó xe cúp mà nó đời cổ của thiết kế, thì mọi người lên cảnh thì đã xử lý cái khói rồi, nhưng mà khi mà mình chạy á thì cái khói từ dưới xe bốc lên giống như là cái xe nó đang luộc hầm gà dưới bốc lên cho nó, cái mình cứ chạy chết rồi, nó có khi nào nó chạy nữa trên cảnh, nó hút mà lên luôn không đó, cũng lo lắm. Nhưng mà sau khi mà coi cảnh thì chắc chắn là xứng đáng, bởi vì sao, khi mà mọi người nhìn vào cảnh đó, mặc dù nó chỉ thoáng qua mấy giây thôi, nhưng mà nó có chi tiết rất là nhiều về những cái máng quần áo nè, những cái khán giả quần chúng đi. Đúng rồi, tại tại vì cái cảnh đó như em coi lại, phải dừng lại em coi thử, ủa tiện cho ủa Kiến Huy nằm cạnh cái gì em đoán ra cái con đường này là con đường nào đó, đó. Tiện cho ủa này là nằm ở đâu, anh có thiệt không anh? Thì tiệm giặt ủi này là một tiệm giặt ủi không anh, có thiệt anh mở, em nên anh có tính tương lai mở một tiệm giặt ủi tên Kiến Huy vậy không? Dạ thật ra thì cái ngành dịch vụ này là một cái ngành dịch vụ em anh cũng đang suy nghĩ là mở đó, tại vì đó là một ngành dịch vụ mà với đời sống hiện đại của mọi người thì cái vấn đề giặt ủi thì rất ít người có thể khả năng tự giặt ở nhà và được, và họ cần dịch vụ thì nếu mà tương lai gần thì có lẽ là để Kiến Huy sẽ giặt ủi mình sẽ mở ra để mà chuyện luôn anh ơi, chuyện anh thấy là hợp lý rồi. Đó thì ngày hôm nay các bạn khán giả xem livestream đang comment và đang rất là nóng lòng và muốn Ngô Kiến Huy có thể thể hiện lại ca khúc này ngay tại đây. Tuy nhiên là mình sẽ không thể hiện theo một cái cách bình thường, mình sẽ làm khác đi và mình sẽ thử thách anh Huy một chút xíu, đó là phải vừa hát và vừa ăn chanh. Trời. Và trong và hai đạo diễn sẽ là người đúc chanh cho Ngô Kiến Huy. Wow. Nha, để xem là kết hợp ăn ý không, thì mọi người đợi thì đi lấy chanh nha. Phải chuẩn bị sẵn hết rồi kìa. Đó, mọi người biết là đối với thanh niên là sẽ có những cái thử thách như là uống nước đắng nè, hoặc là ăn chanh như thế này. Thì đây, em mời mọi người chắc là chia ra ha. Dạ, bây giờ đi là tại vì thật ra một MV thành công thì phải có sự góp mặt của nhà sản xuất cũng như là đạo diễn. Của anh cả rồi. Đúng rồi, đấy. Là bây giờ có cà phê thì cùng hưởng, có chanh thì cùng ăn. Nên Huy hy vọng rằng anh em chúng ta đã ngồi chung một thuyền, thì khi Huy hát thì mọi người cũng phải nhớ mọi người cầm một lát chanh, và chừng nào Huy hát hết câu hát thì chúng ta sẽ hơn lát chanh nhé. Nào mời hả? Trời ơi, tạo ra lọc luôn kìa mọi người. Ok. Mà bây giờ chẳng lẽ ba chàng trai mà không ga lăng như đúng vậy rồi, để cô gái nhìn kỳ em nghĩ vậy. Em anh rất là ga lăng, lady first. Nào mời em. Oh no thanks, no không, thanks baby. Mà đúng nha, bác anh em rất là tinh ý, bởi vì là một cô gái xinh đẹp như vậy thì anh em mà ngồi nhìn mình ăn kỳ lắm nè. Chết bị gài rồi mọi người, tôi đi gài người ta chứ tôi bị người ta gài. Ok, 3, 2, 1. Dừng lại hãy cố gắng hết kết thúc. Bây giờ đấy con cứ mà yêu được thì ra yêu mà sao. Quên quên. Hát lẹ ra được không? Biết những gì là rồi. Tình nước đã bấm đi chân khóc rồi. Trời, cầm nước bút.
Vậy là rồi kia trong cái món kia rồi. Trong thề như thế. Cũng chẳng đành ăn canh. Nó đắng thật sự luôn á. Mình thì kết thúc chương trình ở đây luôn rồi. Em không giận nổi. Đắng quá. Cảm ơn em. Thank you. Trời ơi. Anh nha, anh là người chơi ác MC nhất luôn. Chưa bao giờ ai tới đây mà dám troll em như vậy đâu. Không phải troll, cái này là tình thương mến thương. Chúng ta là bốn người và chương trình ra dùng mấy là bốn lát chanh là có ý đồ hết. Rồi, nhưng anh mà nói gì em hết nghe được rồi. Không luôn. Quên mất kịch bản như thế nào luôn. Rồi hết da gà nè. Nhưng mà nãy giờ là ngậm chanh là không có nghe hát gì hết. Thôi bây giờ mình hát lại một okay. đoạn chuẩn chỉnh ở trong bài đi. Tặng cho khán giả. Dừng lại hãy cố gắng để tiếp tục. Vì giờ đây con tim đã đổ gục. Chỉ là yêu mà sao quấn quanh với những lừa dối. Tình yêu ta vốn dĩ chẳng có tội. Chỉ vì con tim luôn muốn chia đôi. Chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đành buông tay. Hay quá, trời ơi mọi người, đúng là cái bài này là ai mà đang thất tình hoặc là đang tình yêu chấm chấm nở đó, nghe cảm thấy rất là kiểu đồng cảm đó mọi người. Chấm nở em. Dạ tình yêu chấm nở với người kia mà chưa biết người kia có đáng yêu đâu mọi người. Đó chấm nở.